thần tài ban phước, phúc khí dồi dào, ba con giáp tài lộc dư giả, sự nghiệp hanh thông, tận hưởng giàu sang phú quý trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Hoan hỷ chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến và đồng hành cùng với kênh Phú Quý Phát Tài trong chuyên mục tử vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sinh ra không phải ai cũng là người may mắn, ai cũng muốn mình được là người khỏe mạnh, sống trong gia đình hạnh phúc. Nhưng ta nào có thể chọn được hoàn cảnh gia đình, và vì vậy, ắt hẳn cuộc sống sẽ có những mảnh đời khác nhau, muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, tử vi học có nói, số phận là do bản thân mình quyết định, ngẫm ra phần nhiều là đúng. Những khó khăn trong cuộc sống sẽ chỉ là thử thách, đòi hỏi ta phải vươn lên, vượt qua. Và theo luận giải tử vi mới đây nhất, chỉ ra rằng trong nửa đầu tháng 2 âm lịch sẽ có ba con giáp vượt lên số phận mà làm giàu thành công, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng. Vậy đó là những tuổi nào? Quý vị có phải là một trong ba con giáp may mắn trong video ngày hôm nay hay không? Hãy cùng Phú Quý Phát Tài tìm hiểu trong video ngay sau đây quý vị nhé! Thần tài gọi tên con giáp tuổi Mão, nhận lộc trời ban, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, xóa sạch nợ nần, đổi đời, giàu nước đố, đổ phách. Những người sinh năm Mão là những người nhanh nhẹn, thông minh và tài trí. Khi làm việc, họ tập trung đến cùng, không để bản thân bị sao nhãng bởi những việc không liên quan. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, vì thế kết quả họ đạt được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Con giáp khá cẩn trọng, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhờ thông minh lanh lợi, phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Thường người sinh năm Mão phần lớn là người có tài đức, xuất sắc hơn người. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống nào, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Theo dõi tử vi năm 2023 của 12 con giáp nhận thấy, Mão chính là con giáp may mắn đầu tháng 2 âm lịch này, khi bản mệnh sẽ nhận được sự ưu ái từ thần tài, còn được cả cấp trên hỗ trợ phát triển sự nghiệp của mình. Bắt đầu từ ngày 1 đến 15 âm lịch, vận may của con giáp sẽ tăng tiến vượt bậc, cơ may kiếm tiền nhiều lên hẳn, chỉ sợ bản mệnh không có sức mà kiếm tiền thôi, chứ chẳng lúc nào lo lắng không có thời cơ để tăng thu nhập cho mình. Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc mạnh, kinh doanh buôn bán thuận lợi và dễ kiếm lời hơn. Với người làm chủ doanh nghiệp hoặc các ngành nghề kinh doanh buôn bán tự do, đây là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh và phát triển quy mô. Công việc tất bật, bản mệnh chạy đôn chạy đáo nhưng kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Trong nửa đầu tháng, chính tài vượng, thứ tài ở mức trung bình, đầu tư thận trọng và nhớ là đừng thử vận may rủi vào các trò cờ bạc đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Ngoài ra bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc chính. Ôm đờm quá nhiều việc phụ sẽ không mang lại hiệu quả cao. Con giáp dễ gặp được quý nhân, nhờ có sự giúp đỡ chỉ lối dẫn đường của quý nhân, mọi khó khăn trắc trở đều thuận lợi vượt qua. Bạn sẽ thấy khoảng thời gian tới, quyền lực trong tay mình có sự gia tăng rõ rệt. Điều này thể hiện những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp của bản mệnh. Những chú mèo dễ được tăng lương thăng chức, hoan lộ thênh thang rộng mở. Bạn có thêm động lực để cố gắng, đạt được những thành công lớn trong tương lai. Tuy nhiên, Phú Quý Phát Tài cũng nhắc nhở bản mệnh hãy cân đối thời gian giữa công việc và gia đình. Nếu có thời gian rảnh, hãy ở bên cha mẹ nhiều hơn, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Chỉ cần bạn giữ vững được tinh thần chiến đấu, quyết tâm thực hiện những điều mình muốn, thì ước mơ rồi cũng có ngày trở thành sự thật. Mục tiêu dù cao dù xa cũng có ngày đạt được. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết cho từng con giáp tuổi Mão. Trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Tử vi tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, Kim Bạch Kim.
Theo tử vi học nhận định, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, công ăn việc làm của người Quý Mão ổn định, không có sự thay đổi với người vẫn còn tại chức. Còn nếu đã về hưu, bản mệnh cũng có được an nhàn, thoải mái khi không phải vất vả chạy theo những ganh đua hay cạnh tranh. Cuộc sống diễn ra bình ổn, không lo nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, nếu tuổi này đang có dự định hợp tác làm ăn kinh doanh hay mở mang thêm công việc thì nên hạn chế, bởi năm nay chủ bình hòa, khó đạt được kết quả như mong muốn. Thậm chí, nếu cứ cố chấp chạy theo thời thế, sẽ dễ làm ăn thua lỗ thất bại. Phương diện tiền bạc trong tháng đủ ăn đủ tiêu, không phải chật vật kiếm tiền nữa nhờ các khoản tích góp từ trước. Tài khí không quá vượng, không thích hợp để xuất tiền làm ăn đầu tư kinh doanh bởi dễ gặp thất bại. Nên biết vừa đủ, bằng lòng với những gì mình đang có, kẻo khoản tích góp cả đời trôi theo nước. Tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, Đại Khê Thủy. Xem tử vi tuổi Ất Mão tháng 2 âm lịch nhận thấy, 15 ngày đầu tháng là thời điểm con giáp có thể gặt hái được nhiều thành công. Công việc làm ăn ổn định, có phát triển, đường tiến thân có sự mở mang khi có quý nhân trợ mệnh. Bản mệnh càng chăm chỉ thì càng dễ gặp được người tốt chỉ bảo. Trên con đường sự nghiệp, dễ thăng quan tiến chức, người đang theo đuổi sự nghiệp học tập cũng gặp được thầy giỏi bạn tốt, gặt hái được thành tích cao. Nhìn chung, nếu biết tận dụng thời điểm cũng như thời cơ tốt để tiến hành những dự định công việc đã ấp ủ, bản mệnh có thể đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tài lộc trong nửa đầu tháng 2 âm lịch cũng có khởi sắc, sự nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến, kéo theo thu nhập được cải thiện, thu nhiều tài lộc. Dù chưa đón tiền tài đổ về túi ngay, nhưng nhờ các khoản tích góp từ trước đó nên cũng đủ ăn tiêu. Việc kinh doanh trong tháng thuận lợi, buôn bán có bạn có bè hòa hợp, hợp tác đôi bên cùng có lợi, hạng mục đầu tư hanh thông, lợi nhuận dồi dào, có số được quý nhân phù trợ, khó khăn cũng được tháo gỡ nhanh chóng. Tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, Lư Trung Hỏa. 15 ngày đầu tháng, công việc tiến triển tích cực, đây là thời điểm để đẩy mạnh các dự định, kế hoạch lớn. Dù quá trình thực hiện khá vất vả, song thu về kết quả đáng mong đợi. Tháng có dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu vận trình công việc có nhiều biến động. Càng chủ động xông xáo đi xa, tuổi Đinh Mão càng có cơ hội thành công lớn. Không ngại khó khăn gian khổ, ắt thành công sẽ đến. Thời điểm này những chú mèo luôn có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn. Kinh doanh buôn bán mát tay và được lộc. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng, văn bản tài chính diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Có dấu hiệu sinh tài lộc, lại thêm quý nhân giúp đỡ, nên các kế hoạch đầu tư kinh doanh có lời lãi đổ về túi. Nhân văn phòng cũng có cơ hội cải thiện thu nhập, sự nghiệp khởi sắc ắt kéo theo sinh tài, sinh lợi. Quý vị thân mến, hạnh phúc đời người có được chính là khi gạt bỏ những phiền não, tạp niệm. Nếu vẫn còn đang bế tắc, chán nản, có lẽ học cách buông bỏ phiền não, bạn sẽ đạt được ý nghĩa sống thật sự. Trong cuộc sống, chắc chắn không ai là không một lần thất bại. Nếu bạn không ngã xuống, liệu bạn có biết đi? Thất bại để tồn tại là cách đơn giản nhất cuộc đời dạy chúng ta. Đôi khi thất bại khiến cả bầu trời sụp đổ, xung quanh chỉ còn bóng tối, bế tắc, không cách nào thoát ra được. Nhưng có ai biết được khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có vô vàn cánh cửa khác mở ra. Lặng lẽ chấp nhận, tiếp tục bước tới, bạn sẽ thấy thất bại là một may mắn, không phải ai cũng biết đón nhận. Sau tất cả, phú quý phát tài, mong rằng mọi người sẽ luôn bình an, may mắn và cát lành. Chúc mừng tuổi Dần vận đỏ hơn son, tin vui tới tấp, trúng lớn tiền tỷ về tay, trở thành đại gia trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Xem bói tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Dần không bao giờ ép buộc bản thân phải làm việc quá sức, nhưng họ sẵn sàng thức cả đêm khi tìm thấy niềm đam mê và động lực thúc đẩy bản thân. Nguồn năng lượng của bản mệnh luôn được sử dụng đúng nơi, đúng chỗ, đem lại những hiệu quả bất ngờ. Người tuổi Dần thuộc tuýp người lạc quan, yêu đời, luôn biết cách cân bằng và điều hòa cuộc sống của chính mình. Nên chỉ tập trung vào những điều trọng yếu, không bao giờ lãng phí thời gian vào những thứ mà mình cho rằng không đáng.
Dù làm bất cứ việc gì, những người tuổi Dần cũng luôn cố gắng và nỗ lực vì những mục tiêu đã đề ra, biến những mục tiêu này thành hiện thực, góp phần tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Có thể thấy, mới chỉ đầu năm thôi, nhưng những chú hổ đã có cơ hội tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý, khiến nhiều người ghen tị. Sự phát triển của người tuổi Dần trong năm Quý Mão được nhiều cát tinh trợ mệnh, giúp con giáp thoát khỏi khó khăn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Công việc được chính quan và chính ấn chiếu mệnh, nên có nhiều chuyển biến tích cực và khả quan. Mức thu nhập của con giáp cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, thời điểm 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, người tuổi Dần có nhiều năng lượng, kiếm tiền thuận lợi, vận trình phát triển lâu dài của con giáp ngày càng tốt. Họ có thể đưa ra các quyết định sáng suốt và giải quyết mọi việc, không cần đắn đo, suy nghĩ quá nhiều. Có thể nói, cuộc sống của con giáp ngày càng dễ chịu, những ngày tốt đẹp, hạnh phúc kéo dài của họ khiến người xung quanh phải ghen tị. Quan sát sự dịch chuyển các chòm sao cung mệnh, các chuyên gia chiêm tinh hàng đầu đã cho biết sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng đáng kể trong nửa đầu tháng 2 do có nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng mọi kế hoạch đặt ra ở thời điểm hiện tại sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân giúp bạn tìm ra định hướng phát triển, dù có đang mơ hồ về tương lai của mình, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh, từ đó xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người. Thời gian này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin, đảm nhận các nhiệm vụ khó khăn, mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Nửa đầu tháng 2 âm lịch này, bản mệnh liên tiếp nhận được những tin mừng liên quan đến tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi. Vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp. Việc của bạn là lựa chọn công việc phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức, khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn trong suốt một khoảng thời gian dài, bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện sẽ còn gặp thêm nhiều yếu tố thuận lợi. Cuối cùng, chạm tay tới cái đích mình đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong thời gian này. Nếu chưa có kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn trọng trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng nhận được nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Phương diện tình duyên có nhiều khởi sắc, người tuổi Dần cũng tận hưởng hạnh phúc do tình yêu đem lại. Bạn ôn hòa, cởi mở, nhiệt tình nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bầu không khí trong gia đình hòa thuận, giúp bạn có thêm nhiệt huyết và niềm vui. Với người độc thân, bạn tự tin thể hiện cá tính của mình, đi đến đâu cũng trở nên nổi bật, bạn thu hút mọi người xung quanh. Bởi lối hành xử duyên dáng cũng như tính cách hài hước, không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải lòng ai, bản mệnh hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì không lo đối phương không rung động. Ngược lại, nếu được ai đó bày tỏ sự quan tâm, bạn cũng nên thử cân nhắc và dành cho đối phương cơ hội. Với người đã có đôi có cặp, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia. Đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và dành cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, vì quá nổi bật nên thời gian này bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám. Hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ, gây ra những hiểu lầm không đáng. Tử vi 15 ngày đầu tháng 2 âm cho thấy, về cơ bản, bạn duy trì được một sức khỏe tốt trong thời gian này, luôn giữ được tinh thần vui vẻ, tích cực và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học điều độ, chớ ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe.
tuy cùng tuổi, cùng thời điểm, nhưng với năm sinh khác nhau thì vận trình sẽ không thể giống nhau. Vậy với vận trình như trên thì lá số tử vi của từng con giáp tuổi Dần theo năm sinh âm lịch sẽ có diễn biến ra sao? Cảm năng vượng vận cát lành cho các con giáp là gì? Xin mời quý mệnh chủ hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xin chúc mừng tuổi Giáp Dần khi bản mệnh chính là một trong những con giáp gặp may mắn trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Tam hợp cục mở lối cho người Giáp Dần có thể thuận lợi đạt được điều mình muốn. Công việc đầy tháng bận rộn, nhưng anh chị cũng cho thấy tinh thần cống hiến hăng say hết mình. Thời điểm này là những ngày mà bản mệnh có nhiều thỏa thuận thành công, ví dụ như ký hợp đồng, thỏa thuận hợp tác về tài chính. Cũng nhờ tam hợp nên tiền bạc dư dôi, quý nhân sẽ mách lối cho con giáp cách buôn bán kinh doanh, gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, thuận lợi, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Dù trước đó có những vấn đề đang tồn động, nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa đà vào vết xe đổ một lần nữa. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tử vi tháng 2 âm lịch được dự báo, thời điểm 15 ngày đầu tháng là khoảng thời gian vô cùng may mắn với Bính Dần. Bán hợp che chở, nhân duyên vượng, thích hợp để Bính Dần xúc tiến, đẩy mạnh các mối hợp tác xã giao. Bạn có thể nhân cơ hội này để bàn chuyện làm ăn. Con giáp vốn là người giữ chữ tín, nói được làm được, khách hàng luôn tin tưởng nên vận may cứ tự tìm đến. Phương diện tài lộc của Bính Dần đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà. Nguồn thu này chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc. Tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để một phần tiết kiệm và tái đầu tư. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Xem tử vi 12 con giáp, Mậu Dần có các tinh chính quan chiếu mệnh, công việc có nhiều khởi sắc. Mọi kế hoạch dự án trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng vào khả năng và tinh thần trách nhiệm của bạn. Hãy nỗ lực để không phụ lòng tin của mọi người. Không chỉ công việc, tài vận trong thời gian này cũng tốt. Thu nhập của Mậu Dần nhìn chung ổn định. Một phần là do tính cách thận trọng đã mang lại lợi ích cho bản mệnh. Lúc này cũng không có khá nhiều khoản chi tiêu nên bạn có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá. Tuổi Ngọ, vận trình hanh thông, tài lộc tăng tiến, 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, đổi đời, giàu sang, nứt vách. Trời sinh tính cách người tuổi Ngọ chịu thương, chịu khó, dù trong khó khăn vẫn giữ được tinh thần lạc quan vốn có. Càng đi nhiều, càng hiểu biết nhiều, họ nhận ra mình vô cùng nhỏ bé trước vũ trụ bao la này. Họ là mẫu người thích sự tự do sáng tạo, không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai, khả năng tự học. Tự tìm hiểu cuộc sống đã mang lại cho họ nền kiến thức vừa sâu, vừa rộng mà ít ai sánh kịp. Năm nay, năng lực của họ được phát huy, những người tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn. Không những được thần tài chiếu cố, mà quý nhân cũng luôn bên cạnh. Nhất là giai đoạn 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, tài vận của Ngọ có cơ hội bùng nổ khi được tiếp cận với nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Thậm chí, với những ai đủ nhạy bén thì đây là giai đoạn hoàng kim để họ nắm bắt mọi thứ và đổi đời. Thời điểm này đặc biệt tốt cho những con giáp tuổi Ngọ sống xa gia đình, càng có cơ hội cao để tạo dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định. Ngoài ra, không ít con giáp tuổi Ngọ độc thân, chuẩn bị tinh thần, đón hỷ sự, tìm được người ưng ý, hứa hẹn kết hôn vào cuối năm nay. Tiếp theo sẽ là vận trình chi tiết từng tuổi Ngọ 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Mời quý vị anh chị cùng hoan hỷ theo dõi. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, lộ bàn thổ. Người tuổi Canh Ngọ 15 ngày đầu tháng 2 âm có quý nhân phù trợ nên may mắn hết phần thiên hạ. Con giáp này giành được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Vận khí cát lành, chẳng có khó khăn trở ngại nào có thể cản đường. Chuyện tăng lương thăng chức đến gần. Công việc tốt nên tài lộc cũng theo đó mà tăng. Các nguồn thu nhập đều gia tăng không ngừng. Bản mệnh thu lợi về đầy tay. Tình cảm cá nhân cũng đơm hoa kết trái. Người độc thân được nhiều người khác phái ngỏ lời. Còn người đã có đôi cũng có những giây phút ngọt ngào của sự thấu hiểu và gắn kết giữa hai trái tim cháy bỏng vì yêu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, thiên thượng hỏa. Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Mậu Ngọ trong 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch như được tiếp thêm nguồn sinh lực. Mọi thứ thay da đổi thịt, vận thế xoay chuyển, từ khó khăn chuyển sang thuận lợi, từ xui xẻo biến thành may mắn. Công việc tránh bớt được những ngã rẽ, đường vòng rắc rối, bản mệnh từ đó học được nhiều bài học cho mình.
tiền bạc cũng không có gì đáng lo ngại, đủ chi tiêu cũng đủ để dành dụm một khoản cho tương lai. Riêng về tình duyên thì cũng chỉ có người độc thân được hưởng lợi từ đào hoa phượng. Các mối quan hệ xã giao được mở rộng, cơ hội tiếp xúc với người khác phái nhiều thêm, cơ may tìm được người chung đường chung lối cũng theo đó mà gia tăng. Tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, thiên hà thủy. Theo tử vi 15 ngày đầu tháng 2 âm lịch, quý cô bác Bính Ngọ sẽ đón vận trình suôn sẻ cát tường, công việc thuận lợi, làm đâu trúng đó. Tuy hơi vất vả nhưng về cơ bản dễ dàng có được thứ mình muốn, tiền bạc cũng theo đó mà chảy ào ào vào túi. Người làm công ăn lương có cơ hội đổi đời, tăng lương, thăng chức. Riêng người kinh doanh có sự nhạy cảm tinh tế với thời cuộc, khéo léo uốn mình để tùy cơ ứng biến, nắm bắt thời cơ để phát tài phát lộc. Thưa quý vị, tiền bạc khó mua được sức khỏe, nhưng sức khỏe sẽ được tăng cường hơn nhờ tiền bạc. Tiền bạc khó mua được hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc buộc phải có sức khỏe. Hạnh phúc của đời người không nằm ở danh lợi mà xuất phát từ sức khỏe. Cơ thể khỏe mạnh không quyết định bởi tiền bạc mà quyết định bởi sự vận động của mỗi con người. Vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người trường thọ, nỗ lực chăm chỉ là linh đan giúp sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Vận động là sự đầu tư cho sức khỏe, trường thọ là sự báo đáp sau những ngày tháng chúng ta bỏ ra để rèn luyện thân thể. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là câu nói mà mọi người vẫn thường nói với nhau những lúc buồn phiền âu lo. Nụ cười không những giúp bạn chống stress, thư giãn tâm hồn mà nó còn là liều thuốc bổ, giúp bạn duy trì bảo vệ sức khỏe. Vì vậy hãy cười thật nhiều mỗi ngày để tâm trạng luôn vui vẻ, phấn chấn và cải thiện sức khỏe của mình. Làm được điều đó là bạn đã học cách sống hạnh phúc nhất mỗi ngày để cho cuộc sống thêm ý nghĩa rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Phú Quý Phát Tài. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi đem đến sẽ giúp cho quý vị nắm bắt và hiểu rõ hơn hành trình của mình. Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp về vận trình của mình, quý vị vui lòng gửi đến Phú Quý Phát Tài bằng cách comment ngay bên dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị cũng đừng quên đăng ký miễn phí kênh ủng hộ cho ban biên tập chương trình, nhấp vào biểu tượng chuông để đón xem video mỗi ngày nhé. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý anh chị sẽ gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết, xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.